Việt Anh vừa có cơ hội trải nghiệm điểm hang động Tà Phìn và hiện tại thì Việt Anh đang có mặt tại khu làng của người Hơ Mông. Việt Anh tới đây để tìm kiếm vẻ đẹp của người phụ nữ Hơ Mông và điều gì làm nên vẻ đẹp của họ. Thì ngay bây giờ Việt Anh sẽ tìm hiểu điều này. Chào em. Chào anh. Cho anh có thể tham quan một chút ở đây được không em? Vâng, anh cứ tự nhiên. Công việc dệt lanh thì nó có gì phức tạp không em? Đối với người biết làm thì cũng không có gì là khó, nhưng mà người không biết làm thì cũng khó. Từ nãy giờ nói chuyện mà quên mất anh hỏi tên em, anh tên là gì? Em tên là C ạ. C. Vâng. Anh thấy cửa hàng ở trong cửa hàng của em ở đây thì chủ yếu là những sản phẩm từ lanh, thì ngoài lanh ra mình có làm những sản phẩm nào khác không em? Không ạ, bởi em chỉ làm lanh dệt tơ vải thôi. Em làm công việc đan lanh này lâu chưa? Cũng lâu rồi anh ạ. À, là đã bao nhiêu lâu rồi? 7 năm ạ. Ừ, 7 năm. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 19 ạ. 19, như vậy là 12 tuổi là em đã đến với công việc này rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà em học cái công việc này là từ ai? Mẹ hay là bà? Từ mẹ với từ bà cả chị. Ừ. Cái tính chất của lanh này là như nào em? Vải lanh này nó từ cây đai ra. Nó có bền không? Có. Cả cái sợi này bây giờ vẫn làm chưa hoàn thiện nhưng mà nó rất là bền. Từ nãy giờ anh để ý tay em làm thì rất là lành nghề, thâm thoát, đúng là 7 năm rồi. Nói chung là làm từ 7 năm nhưng mà em mới biết làm từ 15 tuổi thôi. À. Còn mấy năm kia là em chỉ học. Ngồi xem với lại học và làm chơi. À, đã có nhiều chàng trai nào đến nhòm ngó và tìm hiểu chưa? Em nghĩ là chưa. À, thế có nghĩa là mình vẫn nhàn rỗi đúng không? À, anh theo anh biết ở đây nó có một cái tục lệ, nó gọi là gì nhỉ? Bắt vợ. Đúng rồi. Có một ngày đẹp trời em đang ngồi làm này và một chàng trai nào đấy nhảy vào hồ em và kéo em đi không? Em nghĩ là không, bởi vì tục bắt vợ của bọn em là hay xảy ra diễn ra ở ngoài đường thôi, còn trong nhà là phải đến hỏi. À, thế không bao giờ có chuyện đang từ ngoài đường nhảy vào đây hồ bắt đi đúng không? Không ạ. Ngày Tết thì với độ tuổi 17 đến 20 là rất khó. Rất dễ bị vồ. Vâng. Thế như em bây giờ đang ở độ tuổi gọi là điểm nóng đấy đúng không? Em là ở độ tuổi là ế rồi, chắc là sẽ không có người không ai vồ đâu. Có thể cho anh thử trải nghiệm cái việc đan lanh được không? Vâng, được. Sao anh có cảm giác giống như mình chơi piano nhỉ? Rồi bây giờ anh sẽ luồn sang phải. Thì anh sẽ dẫm chân phải trước đúng không? Dẫm chân phải trước, xong bắt đầu anh mới lại kéo cái này đúng không? Anh nghĩ rằng là không khó nhưng mà quan trọng nhất là sự tập trung và tỉ mỉ đúng không? Cái sợi lanh ngồi để mà ra được một cái sản phẩm sợi lanh để mà mình có thể đan được cái này nó có lâu và nó có mất công không? Nó mất rất nhiều giai đoạn, từ một cái hạt bé tí từ một cái hạt xong mình gieo để mình trồng. Vâng. À, xong trồng thì nó ra được cái cây này. Vâng. Ra cái cây này xong rồi là mình cắt nó về xong rồi ngồi tước cái này. Vâng. Wow. Tước thế nào mà càng nhiều thì nó lại càng ra nhiều. Người con gái Hơ Mông người ta hay gội đầu bằng cái gì em? Của em thì được mẹ cho gội cái nước do từ nhỏ. Nước do là như nào? Nước do củi ạ, đốt củi rồi lấy cái do đấy lọc ra nước. Đấy là lý do mà tóc tại sao nó đen như thế đúng không? Làn da trắng thì có bí quyết gì không? Của em cũng không có bí quyết gì. Tự mình sinh ra là mình đã thế rồi đúng không? Không dùng kem chống nắng, không dùng khẩu trang, không dùng áo chống nắng nhưng mà cuối cùng làn da vẫn trắng và vẫn khỏe, vẫn mịn màng. Tức là do khí hậu và điều kiện tự nhiên ở đây. Rất là cảm ơn em. Phải nói là ngày hôm nay được trò chuyện với em, mặc dù thời gian không được nhiều nhưng mà anh lại có một cái kinh nghiệm, cái kiến thức để biết được rằng là tại sao người phụ nữ Hơ Mông lại đẹp như vậy. Và cái ngành nghề truyền thống đan lanh cũng là một cái công việc rất là thú vị và rất là tỉ mỉ. Một lần nữa rất là cảm ơn em và hẹn gặp lại em nhé. Vâng.